chú hãy giúp giùm con bữa đó con lướt lên Facebook, con thấy là nó để cho vay tiền không lãi suất, không lãi 100%, rồi nợ xấu gì cũng vay được. Cái con thấy vậy thôi, con bấm vô con nhắn tin thử coi sao. Rồi nó hỏi là chị muốn vay tiền hả gì, cái con nói dạ. Cái nó nói là chị vay tiền thì chị làm hồ sơ, mà chị chưa trước em chịu gửi rồi em làm hồ sơ cho chị trong vòng 5 phút á là sẽ có tiền. Cái đầu con làm con đưa cho nó hồ sơ xong, cái nó nói là hồ sơ này chỉ mới đưa lên thôi, chị làm cho đưa lên cho em mà đóng thêm mà 3 triệu nữa là hồ sơ chưa hoàn tất trong vòng 2 phút là có tiền. Cái ông đầu con cũng ngày 20 tháng 8 con cũng đóng cho nó 3 triệu 7 nữa, rồi nó nói là hồ sơ chị chưa hoàn tất giờ chị phải đưa em là 4 triệu nữa, rồi em mới là hồ sơ chưa hoàn tất trong vòng 2 phút là chị có tiền, chị ngồi tại ngân hàng đó đi. Cái con mới nói là con giờ chị không có tiền nữa, bây giờ chị cũng mượn tiền người ta chị đóng, giờ mùa dịch này chị cũng đâu có tiền đâu, chị thấy vậy chị mới đi vay kiếm tiền. Mà em nói vậy thì chị đóng cho em hết 3 kỳ rồi, em nói kỳ cuối là đóng 3,7 triệu là có tiền, mà bây giờ sao mà em nói là đưa lên đưa thêm 4 triệu mới có bộ mặt hồ sơ gì mới được. Rồi con mới nói là nếu mà đưa 4 triệu nên cho chị xin hoàn tất hồ sơ lại, chị không có làm nữa tại vì đã hết tiền đóng rồi, tiền này chị cũng đi mượn người ta đó chứ chị đâu có tiền. Rồi cứ nói vậy rồi chị em có hoàn tiền lại cho chị không, nó nói không, nếu chị hủy hồ sơ thì em á là không hoàn tất tiền cho chị là bỏ luôn. Con nói chị mới nạp tiền cho cưng hồi trưa mà sao mà cưng nói vậy, nó nói ai biểu chị hủy hồ sơ. Cái này người chồng con nói mày biết dân ta nghèo dân ta khổ không mà làm gì. Cái nó nói là em kêu anh á là đưa nhiêu đó thì đưa thêm 4 triệu nữa thì em sẽ làm hồ sơ cho anh. Rồi xong nó còn kêu quá chị ơi, nếu mà đưa 4 triệu là chị chụp hình với chứng minh hai mặt coi cho em, với chụp hình chị con cũng gửi qua rồi. Cái nói mà chị gửi 4 triệu qua đi là sẽ chịu có tiền nghe chị. Nó nói không có tiền, chờ chị hết tiền chị xin hoàn hồ sơ lại thôi. Nó nói là hoàn hồ sơ là hủy bỏ em trả tiền cho chị. Cái chồng nói qua lại mấy chữ, nó nói mày đồ ăn giật thế này kia, cái chữ điệt mẹ mày, mày nói gì mày không làm nữa thì thôi tao đâu trả tiền lại cho mày, nhờ chú Hải giúp giùm con chứ con cũng không có tiền nữa, con mượn người ta con mới đóng tiền cho nó đó, chú Hải giúp giùm con. Chú Hải ơi, giúp giùm con. Ngày 17 tháng 8 con tính có vay tiền mà cái nó kêu con đóng triệu rưỡi cho nó mới làm hồ sơ xong, rồi con đóng triệu rưỡi xong rồi giờ nó kêu con đóng 3 triệu cho nó làm hồ sơ. Rồi cái ngày 20 tháng 8 nó kêu con đóng 3,7 triệu nữa là đặng nó làm mấy mấy việc hồ sơ xong, cái con đóng nó nói là chị chưa đủ hoàn tất hồ sơ, phải giờ chị phải đóng thêm 4 triệu nữa mới làm hồ sơ. Thì cái con không có tiền con đóng 3 lần, một lần 3,7 triệu, lần 3 triệu chứ là một lần 1,5 triệu trước nhất, bây giờ là 3 lần đó là 8,2 triệu. Mà giờ là con nói giờ không có tiền đóng thêm 4 triệu con hoàn hồ sơ lại, nó không chịu, nó nói là hủy bỏ, nó không đưa tiền lại, nó còn chửi con nữa. Giờ cái số điện thoại thì con không có, con không có, giờ nó che lại rồi thì con còn chỉ có số tài khoản của nó thôi. Nhờ chú Hải giúp chúng con. Xin chào cả nhà, hôm nay mình quay video này á để gửi cho anh Hải á, mong anh giúp đỡ và cảnh báo cho nhiều người á, nhẹ dạ thiếu hiểu biết như mình khỏi bị lừa gạt nữa. Bọn lừa gạt hả, đầu tiên á là mình á, tên là Lan. Bọn lừa gạt á, đầu tiên á, là điện thoại cho mình hỏi mình có cần vay tiền không, mình nói có, rồi nó hỏi số Zalo mình kết bạn, nó hướng dẫn cho mình á, tải app về đăng ký vay tiền trên app á, hiện lên vay tiền thành công cái rồi cái bắt đầu mình làm theo hướng dẫn của nó,
hiện lên vay tiền thành công rồi á thì nó bảo mình á đăng ký rồi mà mình định vay trong mùa dịch này khoảng chừng 10 triệu 20 triệu thôi. Mà cái nó để lên là đăng ký thành công là vay tới 38 triệu luôn. 38 triệu á, rồi cái rồi nó bảo mình đóng phí 10% số tiền vay, để đóng phí 10% số tiền vay để chứng minh có khả năng trả gì đó. Rồi cái mình nghe vậy, mình cũng nghi, cũng sợ bị lừa gạt á, mình không đóng. Cái này điện thoại nó nhắn tin, nó nói là mình đã vay thành công rồi, mình phải có trách nhiệm với khoản vay đăng ký rồi á, không hủy được, phía bên ngân hàng sẽ khởi kiện á, nó nói đủ thứ hết trơn á, làm mình cũng sợ nữa. Thôi cái mình nghĩ nếu như vậy thì chắc không lừa gạt đâu, nó khủng hoảng tinh thần mình ghê lắm, để cho mình tin tưởng. Cái mình đi đóng, cái qua ngày hôm sau mình đi đóng, nó kêu đóng 10% là 4 triệu. Cái mình đi ra ngân hàng chuyển khoản cho nó, đóng cho nó 4 triệu. 4 triệu, cái chủ tài khoản là Đoan Thị Thanh Thanh đó, đóng 4 triệu xong cái nó trong cái máy, cái app của nó đó hiện lên đó là để rút tiền thất bại. Nó nói mình ghi sai số tài khoản. Thế con nói mình ghi sai số tài khoản, cái nó nói mình ghi sai số tiền tài khoản, lỗi tại mình. Nó đóng, nó kêu mình đóng thêm là 20 triệu là để bảo đảm khoản vay đó chính là của mình. Để bảo đảm khoản vay đó chính là của mình. Cái xong rồi đó là mình biết mình bị lừa rồi đó. Mình nói mình biết là mình bị lừa rồi đó. Mà nó mình biết mình bị lừa đó mà mình hả không mình biết mình bị lừa, mình không có đóng tiền gì cho nó nữa, mình chửi nó, mình nói nó lừa gạt á. Mà nó nói nó không có lừa gạt, nó nói tại lỗi do mình. Nó cứ kêu mình đóng tiền hoài, nếu như không đóng tiền tới tháng á cũng phải hả trả tiền cho nó. Nó nói ngày 10 hàng tháng á. Ngày 10 hàng tháng, lúc mà làm trong hợp đồng để ngày 10 hàng tháng á mình phải nộp tiền đủ trong đó để nó tự động nó trừ tiền trong tài khoản của mình. Làm tới bây giờ mình sợ, mình không dám giao dịch cái gì bằng thẻ đó luôn. Mình sợ đang khổ á, lỡ giao dịch vô hả vài triệu, 1-2 triệu này kia, 200-300 ngàn nó trừ hết rồi sao. Nếu mình hủy cái tài khoản cũ luôn, mình lên ngân hàng mình tạo tài khoản mới luôn á. Bây giờ hả thấy hổm gài hả làm cái, lúc đó mình lo là mình biết nó lừa gạt rồi, nhưng mà mình lo là tự nhiên cái trong app đó là cái khoản vay á là của mình, nó cứ nói bị trách nhiệm, khủng hoảng tinh thần hoài à. Mình cho nên mình mới ấy, mình sợ là mình dính vô khoản vay đó, vay không được tiền mà bắt phải trả nợ á, cho nên sợ lắm. Mới là điện cho anh Hải á, mới là điện cho anh Hải mà cái theo dõi anh Hải nè, theo dõi anh Hải mấy cái trang á, thấy nhiều người bị gạt giống như mình lắm, y như mình luôn vậy đó. Người kêu mình đừng có đóng tiền nữa, nói mình đừng đóng tiền nữa, nó tới tháng đừng đóng tiền, toàn là lừa gạt không đó. Mình gửi cho anh Hải để cho anh Hải giúp mình được gì giúp, với cảnh báo cho mọi người biết đừng bị lừa gạt, để những người thiếu hiểu biết như mình á, như ở quê không có gành á, khỏi bị lừa gạt nữa. Rồi, xin chào anh Hải, chào cả nhà.